Xin chào em, hôm nay em sẽ test chim đi Đà Nông model ABC1508, đây là cổng VCR, cổng quang nha, có hiện chữ digital. Đây là nút đa năng nha, bình thường nó sẽ là nút chuyển đổi chế độ âm thanh. Đây là chế độ stereo, chuyển sang chế độ là 7 kênh. Chỉnh bass chép nha, để chỉnh bass chép nè, nhấn surround mode nè, mũi tên xuống nè, mũi tên xuống nè, rồi sẽ xoay cộng chữ bass, mũi tên xuống nè, chỉnh chép nè, xoay nha. Rồi đó là cổng VCR, cổng quang nha. Chuyển sang cổng CD, cổng analog nha. Hai loa chính nha. Đây, hai loa chính đây. Loa center. Loa surround. Rồi, loa soundback. Rồi chơi nhạc bằng 7 loa nha. Đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV, cổng VCR nha. Và cổng analog chơi nhạc tàu đồ đĩa. Rồi, trên đây là video về hướng dẫn sử dụng đối với dòng âm đi Đà Nông ABC1508 nha. Đây chiếc điều khiển từ xa của nó đây. Rồi chiếc điều khiển này có thể chỉnh được setup nè. Rồi xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.